Sau hơn 10 tháng thi công xây dựng, cụm nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng đã chính thức hòa lưới điện quốc gia, cung cấp nguồn năng lượng xanh, sạch, đáp ứng nhu cầu điện của thành phố Tây Ninh và bổ sung nguồn điện cho khu vực phía Nam. Đây cũng là cụm nhà máy điện mặt trời có quy mô lớn nhất Việt Nam và khu vực Đông Nam Á do Công ty Cổ phần Năng lượng Dầu Tiếng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuân Cầu và Công ty Trách nhiệm hữu hạn B Green Power Public Thái Lan hợp tác đầu tư. Với tổng mức đầu tư khoảng 9,1 ngàn tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích 504 ha vùng đất bán ngập của hồ Dầu Tiếng, công suất lắp đặt 420 MW, cụm nhà máy có khả năng cung cấp lên lưới điện quốc gia khoảng 688 triệu kWh mỗi năm, đưa Tây Ninh trở thành một trong những thủ phủ về điện mặt trời của cả nước, góp phần bổ sung nguồn năng lượng quý giá, xanh, sạch, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương và cả nước. Được biết, Tây Ninh là một trong số các tỉnh có tiềm năng lớn về năng lượng tái tạo trong cả nước với 10 dự án điện mặt trời có tổng công suất 808 MW. Hiện đã có 9 trên 10 dự án hoàn thành đi vào hoạt động và phát điện với tổng công suất 668 MW.